Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức Showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Ngọc Trinh quẩy tưng bừng mừng tuổi sinh nhật 31. Nữ hoàng nội y Ngọc Trinh vui vẻ đón sinh nhật sớm bên ông bầu Vũ Khắc Tiệp và dàn chân dài vào tối ngày 16 tháng 9. Ngọc Trinh và những người bạn thân mặc tôn su tôn ra Hạ Long chơi. Cả nhóm đi du lịch kết hợp ghi hình cho kênh YouTube của Vũ Khắc Tiệp. Cuối tháng 9 là sinh nhật Ngọc Trinh nên bầu Tiệp chuẩn bị chiếc bánh kem độc đáo chúc mừng gà cưng tròn 31 tuổi. Người đẹp quê Trà Vinh khoe lưng trần, chân dài với thiết kế mát mẻ, phóng khoáng. Ngọc Trinh thổi lến trong tiếng reo hò của hội bạn thân, gồm nhà thiết kế Đỗ Long, người mẫu Lê Hà, Á hậu Minh Phương, diễn viên Quỳnh Thư, v.v. Cô rất hạnh phúc khi có buổi tiệc xôm tụ đầy niềm vui trên bãi biển. Ngọc Trinh nhảy múa cùng bạn thân Quỳnh Thư trong không gian ngập sắc hồng mà ông bầu Khắc Tiệp đã chuẩn bị cho cô. Dàn chân dài quẩy tưng bừng mừng Ngọc Trinh thêm một tuổi mới. Nữ hoàng nội y từng thuê hẳn giáo viên dạy nhảy tại nhà, nên vào những dịp nhảy thế này cô tự tin trổ tài biểu diễn với các vũ điệu. Ngọc Trinh được nhà thiết kế Đỗ Nong và dàn mẫu nam bế bổng tạo dáng chụp ảnh thân thiết. Nhóm bạn gần 20 người có những ngày vui chơi xả hơi ở Hạ Long. Tiệc sinh nhật của Ngọc Trinh sẽ được phát trên kênh YouTube của Vũ Khắc Tiệp vào tối thứ 6 ngày 18 tháng 9 tới đây. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.